Xin kính chào quý vị và bà con. Trưa chiều nay thì mưa sẽ không còn xuất hiện tại thành phố Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh nhưng trời vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 20 độ C. Thành phố Đồng Hới và Huế tạnh giáo nhiều mây, 22 đến 26 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết, trời có nắng và nhiệt độ cao nhất là 29 đến 31 độ C. Trên biển, nhiều nơi vẫn có thời tiết biển xấu do tác động của không khí lạnh. Để có một chuyến biển ra khơi được an toàn, thì trước khi ra khơi, chủ tàu thuyền cần phải kiểm tra tình trạng của tàu, các trang thiết bị an toàn, chuẩn bị đầy đủ thuốc men và sắp xếp các thiết bị gọn gàng đặt đúng chỗ để có thể chủ động trong công tác cứu chữa khi gặp sự cố. Cụ thể, trong chiều và đêm nay, tàu thuyền hoạt động ở vùng biển từ Ninh Thuận trở xuống đến Cà Mau, ra đến phía Tây của huyện đảo Trường Sa. Gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và giật cấp 7. Độ cao sóng ở đây là từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo sóng cao gió mạnh sẽ còn kéo dài ít nhất là 2 đến 3 ngày nữa. Tàu thuyền đánh bắt ở ngoài khơi, phía đông của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều nay cũng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7 và giật cấp 8, biển động mạnh. Trái lại thì thời tiết ở vùng biển dọc từ Quảng Trị trở xuống đến Bình Định, ra đến ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục được hưởng thời tiết tốt, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió ở đây là cấp 3 đến cấp 5 và độ cao sóng không quá 2m50, biển êm. Khả năng là đến đêm mai thì gió sẽ mạnh dần lên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.